Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Lời nói đầu tiên chúc cả nhà được nhiều sức khỏe và bình an. Thì hôm nay mình có nghe tin là anh Thắng đã xuất viện về nhà. Mình đến thăm và trao tiền cho anh Thắng từ các mạnh thường quân gửi tặng khoảng hơn một tuần nay. Thì em chào anh. Anh về hồi nào vậy anh? Về ngày hôm qua. Dạ. Sức khỏe của anh hôm nay như thế nào rồi anh? Cũng ổn. Rồi cái vết mổ này nó khâu mấy mũi vậy anh? 35 mũi. 35 mũi. Chân bên phải ha anh? Dạ. Khâu 35 mũi nha cả nhà. Anh được ăn nhiều không anh? Ăn cũng được. Dạ, rồi bác sĩ có nói chừng nào anh qua khám lại không? Bác sĩ nói tuần sau rồi qua khám lại. Dạ. Rồi cái này nó bó bột anh hay là nó mổ thẳng luôn? Mổ kẹp inox. Dạ, mổ kẹp inox. Có mình có biết bao nhiêu con ốc trong đó không? Cũng nghe nói nhiều thôi chứ mình cũng không có biết được. Lúc đó mình cũng dòm thấy thôi nhưng mà cũng ảo ảo thôi chứ không có thấy chính xác. Dạ, rồi lên ca mổ khoảng bao nhiêu tiền vậy? Lên ca mổ là khoảng 25 triệu. Dạ, khoảng 25 triệu. Rồi anh có bảo hiểm gì không anh? Có bảo hiểm mà cũng giảm cũng không có được bao nhiêu hết trơn. Dạ, mình đi bệnh viện nào vậy anh? Bệnh viện Vĩnh Long. Dạ. Rồi anh cho phép em hỏi là lúc mà anh leo lên cây đó, cây đó nó cũng thấp á, mà như thế nào mà anh bị trượt té, anh có thể nói cho em nghe không? Cái đó cũng là một sự cố bất ngờ, mình cũng không có ngờ trước được. Dạ. Cái tai nạn nghề nghiệp nhiều khi nó bất đó bất dạ, bất chợt thôi. Dạ, chứ không phải là cây lớn với cây nhỏ ha anh. Không phải là cây lớn với nhỏ. Chị xua rủi. Dạ. Rồi em hỏi anh là mình làm cái công việc cưa cây này bao nhiêu năm rồi anh? Này khoảng 5 năm. Dạ, khoảng 5 năm rồi. Dạ. Dạ, anh cũng đi đó nhiều, anh cũng cưa nhiều nơi phải không anh? Dạ. Dạ. Rồi em hỏi anh là mình nằm bên bển khoảng mấy ngày vậy anh? Nằm bên bển mười mấy ngày lận. Dạ. Anh nằm bên bển khoảng mười mấy ngày thì có vợ anh lo cho anh, ngoài ra vợ anh còn ai nữa không anh? Có một mình vợ thôi. Dạ dạ. Thì khoảng mười mấy ngày. Bác sĩ có nói là cái vết thương của mình nó tiến triển tốt mà. Vết thương thì bác sĩ cũng nói cũng tốt, ổn. Dạ. Thì anh nằm mười mấy ngày tụi em cũng lo lắng quá trời. Lúc đó em quay anh lên vậy đó thì em cũng không nghĩ là cũng có mạnh thường quân quan tâm gì giúp đỡ anh. Em tính quay để làm một cái thước phim vậy thôi rồi em đăng lên đó. Dạ. Lúc anh té em cũng hoang mang lắm, em cũng hồi nào giờ đi quay nhiều nhưng mà em không nghĩ là anh trượt chân té, em cũng thấy vậy, em cũng xúc động. Đây. Anh cái này là mình kẹp lại đó ha anh. Mình kẹp lại cho nó mà đừng có động với cái vết bổ. Dạ, còn tiểu tiện là có vợ anh giúp hay là mình đi cò một giờ? Tiểu tiện chỉ có bà xã phụ chứ một mình đi không được. Dạ. Bác sĩ có nói cái vết thương này bao giờ nó sẽ hồi phục lại không anh? Khoảng mấy tháng không? Bác sĩ nói khoảng 4 tháng rồi mới tập đi được. Khoảng 4 tháng anh? Dạ. 4 tháng mới tập đi. Hồi lúc qua anh té và anh nằm trên đó, trên bệnh viện đó, trong lòng anh có hoang mang gì không anh? Nghĩ là nếu mà được như vậy là quá quý rồi, sợ không được như vậy nó sợ nằm tại chỗ. Dạ. Hồi lúc anh nằm anh té xuống cái rớt đó là anh nghĩ là nó sẽ rất là nặng phải không anh? Xuống là rất là nặng mà bởi vì cứ cơ thể mình nó hơi béo nữa, rồi xuống thì cũng thấy nó nặng, rồi nó rớt xuống là thấy nó gãy xương liền. Dạ dạ. Rồi em cảm ơn anh, em sẽ trao tiền cho anh của bác Lâm Nguyễn bên nước ngoài và những mấy người em. Yeah. Gửi cho anh. Em sẽ đọc. Không định cho biết định. Dạ, em sẽ trao cái phần tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho anh. Đây là bác Lâm Nguyễn bên Mỹ là $500. 1 2 3 4 5. Đây là phần $500 của bác Lâm Nguyễn nha anh. Anh cầm trước đi rồi em sẽ đọc thêm. Khoan anh, đây là của em trai Thiên Phúc trên mạng á, là 100.000. Chị thay mặt anh Thắng cảm ơn em nhiều nha. Dạ đây. Còn đây là của một cô bán vé số tặng cho anh 50.000.
còn phần lại là bên kênh YouTube của em gái miền Tây kênh nấu ăn á, 500.000. Rồi em xin chào cho anh có lời gì muốn nói với các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước không anh? Dạ, trước hết thì em cũng cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em sau này để em có tiền để trang trải cuộc sống gia đình. Dạ. Em cũng cảm ơn mạnh thường quân bác Lâm Nguyễn bên Mỹ đã giúp đỡ cho gia đình em đã qua cái khó khăn này. Dạ, em rất là cảm ơn bác. Rồi còn cái em trai Thiên Phúc. Dạ, dạ em gái dạ, miền Tây. Em gái miền Tây nấu ăn. Dạ. Cũng cảm ơn anh trai và em gái đã ủng hộ được cái số tiền này để lo chạy trang trải cuộc sống gia đình. Vậy em cũng cảm ơn. Ba ruột của anh Thắng à? Dạ dạ. Rồi chú thấy anh Thắng té vậy rồi chú thấy công việc anh Thắng có nguy hiểm không chú? Thì thấy chắc cũng có nguy hiểm vì nó gãy cái xương ngang đó rồi bây giờ nó mà ngang không được nữa đây. Dạ gầu lo ha chú. Dạ gầu lo. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn chú. Còn chú bên đây là bà con gì anh Thắng sao vậy? Tôi là Dượng Sáu đó. À dạ là Dượng. Dạ. Rồi chú có xem những cái đoạn phim con quay đó. Hình ta hắn bị té cận cảnh gì rồi chú cảm thấy là như thế nào trong hồi, công việc của ảnh quá nguy hiểm không? À, hồi nói em nó điện nói nó là nó bị té vậy đó. Dạ. Rồi qua ngày sau tôi coi lại cái phim cái khúc mà của cô Lâm Phạm Lam quay á. Dạ. Tôi thấy nó xót xa luôn, tôi coi nửa khúc là tôi thấy tôi khóc luôn đó. Dạ. Thấy tội nghiệp nó mà tôi khóc luôn. Dạ. Đó, rồi mình thấy cái nghề của ảnh rất là nguy hiểm ha chú. Cái nghề nó thì nói chung là làm thì nó chơi reo lên cao thì nó cũng hơi nguy hiểm. Dạ. Ừ. Nhưng mà công việc mà mình cái đam mê mình làm mình nuôi vợ nuôi con ha chú. Dạ đúng rồi. Dạ dạ con cảm ơn chú nhiều. Dạ con chào cô. Cô là dạ. Sao bà con với anh Thắng? Cô Sáu của... À vậy cô là cô dạ cô của... cô dạ. Cô thấy cháu cô mà Lâm Nguyễn quay cô khóc cô chịu không nổi. Dạ. Rồi cô không biết sợ có sao không. Dạ dạ cô con cũng lo. Dạ. Khóc luôn. Người tại nuôi ông già nè, ông già quá 70 tuổi rồi nó cũng bận nuôi. Rồi nó nuôi vợ nuôi con nó nữa. Người tôi nghĩ nó bệnh vậy rồi không biết làm sao nữa cô. Dạ. Khóc không chứ cô dạ. Không biết nói gì hết. Dạ dạ. Ai cũng thấy hoàn cảnh cô thấy con quay xa. Cái con khóc ở đây cô cũng khóc luôn. Dạ. Cô chịu không nổi. Dạ dạ. Dạ cô bây giờ anh Thắng cũng khỏe rồi cô cũng an tâm hết cô. Dạ dạ con chứ cảm cô ơn cũng, cô cũng lo đó. Dạ già dạ, ông già nuôi ông già rồi nuôi hai đứa con rồi dạ. Nuôi vợ nữa. Dạ. Nó nuôi không cái nhà này nhà của ba của anh dạ, Thắng nha cả nhà. Dạ. Mà đều không phải mà nó còn có em nữa chứ dạ. Không phải nhà của anh. Dạ rồi con chào cô là sao của anh Thắng? Tôi thì cô Tư nó anh ba tôi đây thứ ba tôi dạ. Thứ tư à, thì vậy thứ là... sáu dạ. Dạ tôi thì cô Tư dạ. Mà tôi thấy hôm đó cô Lâm Nguyễn gì nè Lâm Phạm à, Lâm Phạm quay cái hình lên tôi thấy tôi cũng buồn tại thấy con mình nó khổ sở vậy đó dạ. Mà cũng nhờ trước là nhờ hết cô Lâm Nguyễn cô nếu cô có đi cô dạ. Quay thì mấy cháu mới biết là em nó bệnh như dạ. Thế đó dạ. Vậy đó dạ. Chứ nếu không có cô thì nó cũng khổ lắm thì trước hết thì nhờ cô với sau nữa nhờ mà trong nước và ngoài nước nhà tài trợ á dạ. Người ta ủng hộ cho nó là vậy nó cũng đỡ nó sống. Thay mặt chương trình cảm ơn. Tôi thay mặt chương trình gia đình tôi cảm ơn dạ. Trong nước và ngoài nước chứ cảm ơn cái bếp gì đó dạ mà bếp cái em gái miền Tây nấu dạ. Ăn phải không dạ kênh em gái miền Tây tôi cảm ơn em gái miền Tây Phạm Lam luôn dạ con tên con kênh còn Lâm Phạm Tiền Giang với thì trước hết có cảm ơn cô Lâm Phạm Tiền Giang dạ. Nhiều vừa sau nó cũng cảm ơn những mạnh thường quân trong nước và ngoài nước dạ. Nếu có tiền tôi giúp đỡ mà nếu không có cô Lâm Phạm quay làm sao nó được như thế này dạ, với lại cái lòng tốt của bác dạ. Lâm Nguyễn bên nước ngoài bác cũng dạ. Theo dõi kênh của con rồi bác thấy vậy bác gửi tiền về liền là từ sáng là bác điện nhắn tin là dạ tin Lâm Nguyễn hay bình luận kênh của con á bác hay bình luận kênh của con Lâm Nguyễn dạ Lâm Nguyễn dạ bác tên là Lâm Nguyễn bác tên Lâm Nguyễn bác đó dạ tôi thay gia đình phía gia đình của cháu Thắng
thay mặt gia đình cháu Thắng thì cảm ơn cái chú Lâm Nguyễn ở bên Mỹ tài trợ cho cháu 500 đô thì gia đình rất cảm ơn nhiều. Chúc chú trên bên đó làm ăn phát tài, dồi dào sức khỏe. Dạ dạ, con thay mặt bác Lâm Nguyễn cũng cảm ơn gia đình mình rất nhiều. Cô cũng chúc chú Lâm Nguyễn nhiều sức khỏe chứ mừng ăn phát tài nha. Rồi cô cũng cảm ơn mấy tài trợ giúp cho cháu của cô. Dạ dạ, con cảm ơn gia đình mình rất nhiều. Cô cảm ơn trước, cô cảm ơn con nữa. Dạ con dạ. Là mấy người kia mới biết. Dạ dạ, rồi con cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều, chúc cả nhà được nhiều sức khỏe. Dạ, cái này mình mở ra chắc khó lắm ha anh. Mở thì nó được mà nó khó mở ra, rồi cái giò dở lên không được để quăng qua, để mà đưa qua đưa lại đặng như mình khởi động cái chân vậy đó. Dạ, bữa hổm em cũng có thấy cái vết thương của anh mổ dài lên đó. Dạ. Rồi em cũng có đưa khán giả xem rồi. Chắc mọi người sẽ thông cảm cho anh vì nó cũng bất tiện về việc mở ra mới vô để quay cho khán giả xem. Dạ. Dạ, dạ. Rồi cái chỗ anh ở này là nhà của anh hay là nhà của ai anh? Chỗ ở này thì nhà của ông già. Dạ. Còn thằng em đi làm ở Bình Dương á. Dạ. Rồi anh ở chung với ba hả anh? Dạ, ở chung với ông già. Dạ. Rồi anh xong cái ví dụ khỏe khoắn là anh có nghĩ mình sẽ đi cưa trở lại không anh? Thì trong lòng á thì hầu mà mới gớt xuống rồi thấy nghĩ là nó chờ biết chừng nào mình ôm cây cưa mình đi cưa lại được. Dạ. Nói chung cái đấy là mình yêu nghề thôi. Dạ. Mà suy nghĩ lại vậy mà bây giờ trời Phật cũng thương mà cho được đi như vậy là quá quý rồi. Dạ. Sau này mạnh khỏe là sẽ quyết tâm sẽ đi làm lại cưa lại đặng nuôi sống gia đình với dạ, già hai đứa con và con vợ. Tiếp tục đeo đuổi theo cái nghề ha. Dạ. Rồi mọi người cũng thắc mắc hỏi tại sao mà anh không có xài dây bảo hộ mà anh leo như vậy đó. Thì anh nghĩ như thế nào là việc mình phải đeo dây bảo hộ? Dạ, như thế này, những cái cây mà thấy đơn giản nhỏ cần thiết mà không có cần thiết đến cái cọng dây. Dạ. Rồi nhưng mà tại sơ ý giật chân thôi. Dạ. Chứ, nếu mà thường thường lúc trước thì mang leo cây cao lớn mà bịt và cái bảo hộ hết. Dạ. Thì lúc đó em cũng có quay anh là anh cưa hai cây kia trước rồi. Dạ. Lúc đó cũng hơn 11 gần 12 giờ, có thể là anh mệt với lại hai nắng nó say nắng. Nên anh cũng hơi nói chung là mình cũng hơi dạ, bị xui rủi à. Xui rủi. Dạ. Cũng mong là anh sẽ mau lành lại để anh trở lại công việc để nuôi sống vợ con. Dạ. Công việc là đam mê mà cả nhà. Mình cũng không thể nào mà bỏ được. Dù anh nằm nhưng mà anh ước ao anh có được sức khỏe, anh trở lại tiếp tục với nghề. Thì lúc anh nằm ngã xuống, anh nó có nói một câu là vậy rồi không biết khi nào mình đi cưa lại. Mình nghe mình cũng vô cùng xúc động về cái câu nói đó. Rồi em thay mặt tất cả mọi người, em chúc anh được nhiều sức khỏe, cho anh mau hết để anh tiếp tục với anh em thợ cưa, để mình đi theo cái hành trình của mình đam mê ha anh. Dạ. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha. Hẹn các video mới tiếp theo.